Ở đây là thuộc xã Pha Long rồi. Xã này là giáp với Trung Quốc, có đường biên là 13,5 km. Trên này Chiến người đồng thắng. bào người ta chăm chỉ làm ăn, Ít với cả thằng giáp may mắn biên rồi nữa. đấy. Ở khu vực này thì buôn trâu này, buôn trâu buôn ngựa. Ủa, bộ năm máu à? Năm máu. Lấy cơm cho Bộ bà. năm máu. Cơm à? Vườn nhà em là nhà em trồng dài lắm, xong nó nở hoa hết đẹp. Vườn em trồng là chủ yếu để ăn thôi, có mang bán không? Không ạ, nhà Không. em trồng để ăn. Cái này ong hay ra lấy mật nhỉ? Vâng ạ, đây này, nó vẫn đang bay bay nhiều Ong. lắm. Nó bị đốt rồi ạ. À? Kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh Nùng Vlog. Hôm nay thì cháu Huy với cả anh Tuấn đang có mặt tại chợ Mường Khương, một cái chợ phiên diễn ra một tuần một lần vào chủ nhật. Hôm nay thì hai anh em mình sẽ chia sẻ một chút ít cái đặc sản vùng miền, cái đặc sản mà Mường Khương đang có. Bây giờ ấy là đầu mùa của vụ mới cho nên là bà con đi mua hạt giống này, mua thuốc trừ sâu này nhiều lắm. Ở ngoài này còn đông hơn cả ở trong chợ bán rau bán thịt đấy. Tại vì là 1-2 ngày nữa là chuẩn bị vào vụ ngô vụ lúa rồi. Đây toàn hạt giống thôi. Bà con đang còn đôn xuống mua hạt giống đây. Đây là giống gạo. Gạo và ngô. Khu vực này là khu vực bán rau. Ở đây chủ yếu là người đồng bào người ta sẽ mang rau xuống chợ này bán. Và chợ phiên này thì chỉ có một hôm, thứ nhất là hôm chủ nhật thôi. Còn ở đây thì đủ các thể loại rau rồi. Và cái đặc biệt ở trên này ấy là ớt. Ớt Mường Khương này. Cô ở đây có phải ớt Mường Khương không cô? À ớt Mường Khương à? Cô bán như nào? 40.000 một cân. 40.000 một cân ớt à? Cô không bán tương ớt à? À. Rau má. Rau má. Rau má này cô đi ruộng lấy à cô? Vâng. À, không trồng được đâu nhỉ cô nhỉ? Không trồng đâu, nó tự nhiên. Tự nhiên à? Cô bán như nào? Rau má. Bán như nào? 20.000. 20.000 một cân. 20.000 một cân à, rẻ. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Đây, cái món đặc trưng ở khu vực trên miền núi Tây Bắc là cái món đậu xị, làm từ đậu này. Cái này sẽ cay hơn. Cái loại này mà ăn với phở rất là ngon luôn. Giờ mình sẽ di chuyển giới thiệu một chút ít về cái đặc sản ở Mường Khương. Đặc sản thì là tương ớt Mường Khương. Cháu chào cô. Này đi. Này tương ớt Mường Khương chuẩn chứ? Ừ, chuẩn má, nhìn là biết là chú. Bán bao nhiêu ạ? 20.000 ạ. 20.000 một chai. À. Còn này là ớt Mường Khương. Như cái ớt này thì làm từ ớt nào ra hả cô? Cái này là ớt ớt ta đấy. Ớt ta. Cái này là ớt tự nhiên. Cháu mở ra được không? Mở được. Nó có phụt không? Không. Ý là phụt là các chục đi hết đấy. Phụt là vào hết mắt đấy. Vâng. Ui thơm lắm. Thơm bây giờ mà. Bây giờ mà có bát phở ở đây ăn cũng được đấy. Lấy lấy cháu. Lấy cháu một chai nhé. Vâng. Một chai nhá. Vâng, một chai. Lấy hai chai đi. Về ăn ngon lại lấy tiếp. Cái này là ớt chỉ thiên của Mường Khương. Giống giống ớt xôi là nó đâu. Vâng. Đây được. Là hoa này bán như nào đấy em? Có mấy loại ạ? À? Lạc trắng này thì 120. 120. Cái này thì 150. À. Cái đen kia thì 170. Cái này 170 à? Vâng. Còn lạc đỏ thì? Lạc đỏ thì 70. 70 à? Có nhiều loại. Có nhiều loại. Cái loại này là loại đắt nhất, màu đen. Vâng. Vâng. Bán gạo, bán thóc, bán ngô. À, cái này là bánh khúc, cái bánh mà người đồng bào trên này hay làm ăn. Cái này là làm từ lá bánh khúc, cái này bánh này ngon lắm. Bé quá.
vực này thì là vực bán rượu, nhưng hôm nay là đầu năm ấy cho nên là ít người đi chợ và ít người bán hàng rồi. Thì hỏi xem đây là rượu ngô hay rượu gạo. Chị ơi, đây mình rượu ngô hay rượu gạo đây? Rượu ngô à? Ui, không thử đâu. Không. Dạ, em chỉ hỏi thôi. Uống hết rồi. Có biết bao nhiêu độ không? Cái này á? Hơn 40 độ. Hơn 40 độ à? Chậu trắng 50 thì không có, nhưng mà... Tầm 49? Vâng, tầm 49 độ à? Nhà mình tự nấu đấy nhỉ? Vâng, tự nấu. Bán như nào? 1 lít bao nhiêu? À, 1 lít 25. 1 lít 25 nghìn à? Bán hết rồi, bán hết còn cái này. Bán hết một can to kia rồi à? Vâng ạ, to đấy. Thế dòng này cũng là rượu ngô à? Toàn rượu ngô hết à? Vâng. Em cảm ơn nhé. À, đây toàn là rượu ngô hết này. Chào chào ông. Điều này ông tự làm hả ông? À, ông là người gì đấy? Tự làm đấy. Ông là người Nùng hả ông? 160.000. 160.000 một cái. À, ông tự đàn. Một cái làm lâu, mất lâu thời gian không? Hơn một công. Hơn một công á? À. Bán rẻ đó mà. Còn lại mua khoai này đeo vào. À. Ông là người gì? Cái gì? Ông là người gì đấy? Người Nùng. À, người Nùng à? Vâng, ông là người Nùng. Cháu cảm ơn nhá. Này cô bán một con bao nhiêu? Con 300. Con 300 à? Ông đang xem chim à? À, ông có đang nuôi con nào không? Có, không biết. Nhà không mang ra. À, ông đang đi tìm chim để mua. Ở đây một con thì bán như nào nhỉ ông nhỉ? Không biết, chưa hỏi giá. Chưa hỏi à? Của chú à chú? Hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu một con. À, đẹp nhỉ? Chợ chim huyện Mường Khương ấy là cái chợ chim lớn nhất ở chợ phiên ở tỉnh Lào Cai mình rồi. Mấy chợ chim đông. Con này của chú à? Bà của anh à? Bán bao nhiêu đấy? 600.000 à? Con này mấy tuổi rồi? Gần 2 tuổi. Cái gì? Động có thế sao gáy được? Có người này nó không gáy đâu. Con này gáy nhiều không? À. Trở về các bác. Nhắc đến Mường Khương thì một người sẽ nghĩ ngay tới phở. Và cái món mà anh em mình sẽ chuẩn bị ăn đấy là món phở chua. Cái quán này thì là ở dọc đường rồi. Của người Nùng trên này người ta làm. Có món phở chua ngon lắm. Thì bây giờ anh em mình sẽ nghỉ giải lao ở cái đoạn đường này để ăn phở chua. Xong rồi tí nữa hai anh em mình sẽ dẫn toàn thể quý khán giả đi khám phá một cái vùng biên. À, vào đây ăn. Chào chào bác. Con phở chua không bác? Bát phở quay về đây à? Vâng, bác còn phở không? Có mà. Có à, cho cháu hai bát phở chua nhá. Đây là bánh hai con rồi chứ bác. Phở chua. Biết rồi, bác ăn phở chua chẳng ăn bánh đúc mà. Không, ăn phở chua thôi. Cho cháu thịt nữa nhá. Vâng, để vâng, để thịt. Không, ăn chua thôi. Ăn phở chua thôi, không ăn nóng đâu nhá. Bác bị nặng tai cho nên là phải nói to. Lần nào hai em qua đây cũng phải ra đây làm bát phở chua. À, đây này, cái món đây.
cứ ở trên này là có món đậu xị. Ơ, không có tương ớt à? Không có tương ớt cay à bác? Đây, cái này. Đây à? Ớt mà, ớt chay mà. À, à đây đây, tương ớt cay đấy. Đây là phở, phở đỏ các bạn. Phở đỏ, phở Bắc Hà đấy. Vâng, để cái này phở chua nhưng cho thịt. Phở chua nhưng mà có thịt. Ở trên này đồng bào ăn phở chua là hay ít để cả thịt. Nhà mình là ngoại lệ đấy. Mình là thích ăn có thịt. Vâng. Trên này gọi đây là xá xíu ạ. Dưới miền xuôi là xá xíu chứ. Đó chính là quán cổ đông ạ. Đấy cứ thịt băm ấy. Thịt băm. Quán chả. Có thực phẩm bản hào không? Ở đây mọi người hay ăn là một bát bao nhiêu chú nhỉ? Thường thì 20.000 cho hành, à đây nước chua đây. Có cả cái nước tê. Để vào nước tê nữa. Đậu xị. Nước dưa chua. Bác bán đây lâu lắm rồi nhỉ bác nhỉ? Bán lâu rồi. Mấy chục năm dưa rồi chua đấy. Mấy bí, bác thì không nghe thấy. À, bác bị nặng tai. Tai hơi nặng. Vâng, cháu xin. Đấy, thế là xong một cái bát phở chua rồi. Để có lòng ăn nữa. Dạ vâng. Vâng, cháu xin. Ở đây phải đủ để đủ hết gia vị mới ngon. À, cái này là đậu xị này. Mà hai muôi đậu xị. Cho ít lạc rồi. Một ít nước tê. Ít thôi, tầm 2-3 giọt thôi. Một ít tương ớt mực cương. Rồi, một ít lạc nữa. Lạc giang. Đấy. Đã vụn rồi. Thế là có bát phở chua ngon lành rồi. Cháu mời chú nhá, mời các bác dùng nhá. Vâng, cháu dùng trước đấy ạ. Thèm lắm rồi, không nhịn được rồi. Lên trên Mường Khương này là phải ghé qua quán này để ăn. Nó ngon. Mà ăn nó mát. Ăn vào mùa hè là mát lắm nhỉ chú nhỉ? Vâng. Chua chua. Cay. Cảm giác chưa đủ. Chưa đủ. Cay sao? Chưa đủ cay. Đây phải để tương ớt Mường Khương nó mới thơm mọi người ạ. Rồi xin mời quý khán giả dùng phở chua cùng với nùng nhé. Ngon quá. Chua. Bác một ngày bán được bao nhiêu bát đấy bác? 20.000 một bát, 15.000. Một ngày bác bán được bao nhiêu bát? Nhá. Bán đâu khai địa chỉ lại bảng nhá. Một tuần này là bán được 15 cân thì bán hết là có kiểu 2 thôi. À. 15 cân. Mà có khi nào mua được 700 rồi. Vâng. 700 xong là bán được lái 200 rồi. Được ăn mà. Ngon lắm. Để thưởng thức đúng chuẩn vị của phở chua Mường Khương thì quán này là chuẩn. Quán chuẩn. Mà bán phở bán thì bán lại bán không góc mà. Vâng. Mua góc đây là mua đắt ở phở một con 20.000. Vâng, khu vực này thì là... Vâng. Khu vực này thì là người đồng bào dân tộc Nùng chiếm đa số. Người Nùng là nhiều nhờ chú nhỉ? Vâng. Chú chắc vừa đi chợ về hả chú? Vâng. Ừ. Ảo bà cũng chả cắm nhé, đi là chích chả đây là một cân là 100. Là chích đấy, cái này là không thế đây này. Vâng. Đây là một cân à. Là 100 đấy, 200 thôi mà. Ừ. Nhà bác còn bán là bánh đúc nữa. Bánh đúc này đúc. Là 10.000 một bát. 10.000 một bát. 15.000 bát. Bánh đúc này cũng ăn chua được đúng không bác? Ăn chua ấy. Đây, ăn với nước chua. Này. Một đau à, à. Mềm. Vâng.
1.000 một bát. À, 15.000 một bát. 15.000 một bát. Ừ. Và thế là ai ăn gì 20.000 cũng có, 15.000 cũng có, 10.000 cũng có mà. Vâng, vâng. Thế đây mua một đao đây là một cân là 50.000. Vâng. Sướng hết mồm, cay cay tê tê. Cho cháu gửi tiền đấy. 20.000 một bát à? 20.000 một bát. Đúng, vâng. Cháu cảm ơn nhé, cháu về đây. Dạ vâng, cháu đi nhá. Uầy, giờ nó căng bụng rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đưa toàn thể quý các bác anh chị và các bạn đi khám phá một cái vùng biên thuộc xã Pha Long của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đi. Cái đường đi lên trên xã Pha Long ấy thì ở vách đá này có bà cụ. Bà thì ở đây lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Anh em mình mọi lần đi qua thì cũng đều mua ít cơm với cả ít bánh kẹo cho bà. Bà không biết nói tiếng phổ thông, cho nên là mình đưa cho bà xong mình lại đi luôn thôi. Ở đây thì người dân ở xung quanh đây hay nấu cơm cho bà ăn lắm. Pú à? Pú, năm mẫu à? Năm mẫu. Lấy cơm cho bà. Năm mẫu. Cơm à? Năm mẫu, năm mẫu. Bà ở đây lâu lắm rồi đấy, mấy chục năm rồi. Pú ơi. Bà ở đây được hơi chục năm vậy. Ê. Ê. Năm mẫu, mẫu. Đây. Bà là rất thích ăn ớt nên là... Đúng rồi, lần nào lên bà cũng bà hỏi bảo ăn ớt. Đây. Có ớt. Chuẩn bị 6-7 quả ớt cho bà rồi. Bánh kẹo cho bà. Bảo bà cất đi. Pú. Pú à. Có con gì đấy? Chắc con... Đây. Con thần lằn nữa. Để bà ăn xong rồi chắc là anh em mình cũng đi thôi. Ở đây là cái một cái vách đá. Bà thì ở đây lâu lắm rồi đấy. Bà gom hết túi các kiểu. Cô ơi, cô ngủ chết à? Cô ngủ chết là bà ăn cơm nhá, nằm máu nhá. Nằm máu ạ. Không hiểu. Có một chết là nói tiếng Mường. Đây là xã gì nhỉ? Đây là xã Tả Ngài Chùa của huyện Mường Khương. Đi lên trên kia một chút nữa là Pha Long. Xã Pha Long. Ở đây là xã biên giới. Quý khán giả còn nhớ tới một bạn nữ mà cái hôm lễ hội kéo vợ mà anh em mình có nói chuyện là có muốn kéo bạn ấy không? Thì hôm nay toàn thể quý khán giả sẽ cùng đi vào nhà của bạn ấy chơi. Ở đây là thuộc xã Pha Long rồi. Tí nữa sẽ nhờ bạn ấy để cùng đưa toàn thể mọi người đi khám phá một chút ít cái xã biên giới này. Xã này là giáp với Trung Quốc, có đường biên là 13,5 km. Trước tiên thì sẽ vào nhà của bạn gái này chơi đã. Này, ở đây thì toàn nhà to thôi. Toàn nhà to vật vã thôi. Nhà bạn ấy có cái view rất là đẹp luôn, nhìn thẳng sang dưới đây là ruộng với cả núi. Quỳnh ơi, xin chào, ở đâu đấy? Nhà to quá không biết chỗ nào rồi, xin chào. Đang làm gì đấy? Ở nhà, bạn anh có tí bánh kẹo. Không ai ở nhà hả? Không ạ, em xin. Bố mẹ đi đâu rồi? Bố mẹ đi làm vậy? Đi làm nương á? Vâng. Một mình ở nhà. Hôm qua em gọi thì mẹ bảo là bố hôm nay phải đi dẫn con của nhà bác đi ăn hỏi ấy. Đi ăn hỏi, hôm nay đi ăn hỏi à? Đi ăn hỏi lấy vợ. Ôi, nhà Quỳnh có điểm đẹp đấy nhỉ. Nhìn thẳng tiết sang bên kia luôn. Ở dưới kia còn có mấy đàn trâu kìa, phải trâu nhà Quỳnh không? Không ạ, nhà em không nuôi trâu. Không nuôi trâu à? Vâng. Người ở dưới kia người ta chân trâu. Thế phòng khách bên này à hay bên này? Quỳnh có mấy anh chị em đấy nhỉ? Anh không cởi giày đâu không? Đừng, bẩn nhà, đôi giày anh bẩn lắm. Không, anh đừng có cởi không. Anh không cởi đâu.
Ở đây đây dép đây. Ông giày anh bẩn lắm. Đây. Nhà em không lau nhà đâu. Đây. Trời ơi. Một tí bẩn thì sao? Không. Nhà quý có mấy chị em nhỉ? Nhà em có 6 anh chị em. 6 anh chị em à? Chứ bố mẹ thì có về ăn trưa không? Chắc là có ạ. Có à? Vâng. Quỳnh giờ đang đi học hay đang đi làm? Em nghỉ học rồi ạ. À. Nà. Có mấy cái lũ dế à? Ở đây cô. Chị Bo à? Cô được cô đi làm nương về đấy nhỉ? À. Cái này chắc cho lợn chứ? Cho con lợn. À, nhà cô nuôi nhiều lợn không? 6 con hả? 6 con lợn à? Con lợn. Mẹ em sinh năm bao nhiêu? Mẹ em sinh năm 79. 79 à? Vâng. À thế vậy bằng cô. Cháu chào chú. Lợn đấy chắc đuôi để Tết năm sau mổ tiếp chứ đúng không? Lợn còn nhỏ lắm. Đợt năm ngoái thì có vào nhà của Quỳnh ăn lợn Tết. Hôm đấy là mổ con lợn hơn 2 tạ ấy. Con lợn siêu to luôn. À, nuôi ở dưới này. Lụt tên là. À, đây ngô. Cho ăn ngô ấy. Úi giời ơi. Có con bé à? Không bé đâu, con này không bé rồi. Ôi, ôi to đấy. Nuôi 5 tháng rồi. Nuôi 5 tháng á? Ừ. Nhanh đấy. Lợn này nó phải được, nó lớn rồi được trên 2 tạ. Trên 2 tạ. Thế cô có dành con nào để Tết mổ không? Có mà. Có à? Cô phải dành 2 con đấy nhờ. Cô phải dành 6 con để mới nó đám cưới Quỳnh. Lúc nào không có quý là tao rồi. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Không có người lấy. Không có người lấy. Lợn đen. Lợn này ngon đấy. Cô nuôi 6 tháng là 5 tháng rồi mà lớn nhanh. Lớn nhanh nhỉ? 7 tháng, 8 tháng nó không một tạ rồi. Vâng. Nay gần một tạ rồi. Có con to kia tạ rồi đấy. Cô cho ăn ngô thôi à? Ăn ngô. Đây có máy. À, ngô. Cái này là... Ê, cái này gọi là cái gì? Thóc. Cái này chấu của à, với bà của nó ấy. Ăn ngô. Ngày xưa nhà em nuôi nhiều lắm. Ngày xưa nuôi lợn. Đây cũng là đây cũng nuôi. Nuôi lợn. Bên này cũng nuôi. Mọi người lên đây, mọi người cho ăn trưa đúng không? Bọn anh chưa. Thế để em hôm nay em sẽ nấu thịt gác bếp cho mọi người ăn. Ôi thế lại phiền quá không? Không ạ. Lên lần nào cũng ăn trưa không uống rượu ở nhà Quỳnh. Không ạ. Lần trước là lên uống rượu say vết là nhẹ ở đây này. À đây là bếp à? Vâng. À. Ôi rồi bếp lộn xộn lắm. Nhà không hay toàn đi làm. À, em cũng làm ở ngoài thế chứ đúng không? Vâng, em đang đi làm ở ngoài nên là em cũng không. Ui giời. Cái đợt bọn anh lên là con này đúng không? Vâng. Con này là có 260 cân. Hơn 2 tạ rất là to. Ui mỡ. Cái này phải ăn được tới nửa năm đấy nhờ. Hoặc là 1 năm đấy. Cái đùi này thấy họ hay bán trên mạng cái đùi gì đùi lợn của nước ngoài ấy nhỉ? Mấy trăm hơn 100 triệu. Đùi lợn ủ muối. Đùi đây, đùi lợn đây. Đùi lợn này mới chất đấy. Ủa. Quá đẹp. Lại lợn này lấy. To. Lợn này to mà. Với cả cái lúc mà đợt nọ mình vào đây ăn ấy thì lợn này nó ngon ngọt. Cái thớ thịt của nó như thịt trâu ấy. Lợn này béo. Béo. Ngon mà đợt đấy mẹ em còn cho mà anh mỗi người một miếng. Thịt lợn nhá, bếp mùi như thế này cũng nạc mà. Cái bì của nó cứng. Cái mùa này trồng ngô xong mình mang lên nương ăn cùng hợp lý nhỉ em nhỉ? Vâng, bây giờ người dân hay đi làm nương nước mang lên. Người đồng bào ở trên vùng cao này ấy, thì là ngày xưa không có tủ lạnh ấy, cho nên là phải dùng cách này bảo quản. Còn bây giờ có tủ lạnh rồi thì cái phong tục cái treo thịt này thì cứ vẫn không thể bỏ quên được. Nó ăn nó sẽ có một vị đặc trưng riêng.
Bạn Quỳnh vừa có giới thiệu là có món là bánh khoải đúng không? Vâng ạ. À, trên này cái dịp Tết chắc bánh này làm từ Tết đúng không hay là dầm? Vâng ạ, Tết. Tết à. Đây là bánh, bánh khoải, đây là bánh dày. Cái bánh này ngâm xuống dưới nước để không bị hỏng. Đó. Cái để được bao lâu? Cái này để được năm luôn anh ạ. Một năm. Năm. Vâng. Thì nước bao lâu? Ngâm xong một thay nước liên tục anh ạ. Nhưng mà bây giờ mang cắt khó nhờ, cứng lắm đúng không? Cũng bình thường thôi anh ạ. À. Không cứng mấy. Cái bánh này người đồng bào khu vực trên này hay làm để đón Tết, để ăn dự trữ đấy. Ngâm xuống dưới nước sẽ không bị hỏng. Gạo nếp đúng không? Cái này gạo tẻ. Vâng. Gạo tẻ. Gạo nếp là gạo tẻ. Bánh to. Bánh to là gạo nếp đúng không? Vâng. Anh xem bánh to được không? Được. Bánh dày đấy nhỉ? Ua. Cái này mang thấp hương chứ đúng không? Vâng. À. À, cô cháu phụ một tay nhé cô ơi. Ừ. Cháu giúp làm cho. Cái món này ngon đấy. Món này làm xong để nó nguội xong rồi mang lên nướng ăn ngon lắm. Đúng rồi. Món này em chắc là... Đây là em trai của em hả? Vâng ạ, đây em trai, em trai. Út. Xin chào. Em tên gì? Thành Công. Tên Công đúng không? Thành Công đúng không? Bao nhiêu tuổi rồi, học lớp mấy rồi? Em học lớp mấy rồi? Lớp 4 à? Thế là 9 tuổi đúng không? 9 tuổi hay 10 tuổi? Cái này cứng ấy. Thấy được không ạ? À? Cố lên, cố lên. Cái này búa nó... Ra đập, búa ra không, đập. Cái này nó vẫn chưa cứng mấy đâu anh ạ. Để, để tầm 1 năm nữa là cứng đấy nhờ. Em dùng lực em đẩy xuống. Ăn được món này cũng là rất là vất vả đấy. Cái này thường thường nấu với đường nhỉ? Vâng ạ. Được. Hoặc là rán nướng lên cũng được. Vâng. Rán rán lên cũng được. Còn nướng lửa cũng ngon nhỉ. Vâng. Cái này món là đặc trưng. Nhà Quỳnh có trồng ngô trồng lúa không? Nhà em có, nhà em trồng trồng ngô hết rồi. Trồng trồng toàn hết trồng ngô hết đúng không? Vâng ạ. Ngô cho lợn à hay là mang bán? Cho lợn. Cho lợn. Vâng. À, nhà Quỳnh thì cách Trung Quốc khoảng bao nhiêu cây xa không? Ba cây, bốn cây. Ba bốn cây là tới Trung Quốc rồi. Vâng. Ở trên này thì có cửa khẩu Pha Long. Có người qua được không bây giờ ấy? Có, người đi qua được. Được à? Có đi được có à? Sổ là đi được. À, anh đang cầm sổ theo đấy, anh em có không? Em có cầm mà. À. Cửa khẩu trên này thì là ít người qua lại hơn chị. Chủ yếu người trên này đi là nhiều thôi nhỉ? Vâng ạ. Ngày xưa thì hàng hóa đi nhiều còn bây giờ hàng hóa ít lên đây rồi. Huyện Mường Khương thì sẽ có hai cửa khẩu Mường Khương và cửa khẩu Pha Long. Ở bên Trung Quốc đấy là người Mông đúng không? Vâng ạ. Người Mông Trung Quốc. Vâng ạ. Như bọn em sang thì cũng chỉ dùng tiếng Mông giao tiếp hả? Vâng. Thế cũng tiện. Như anh quen mấy bạn là họ hàng ở bên Trung Quốc đấy. Em vâng. Có họ hàng bên đấy không? Em có. Có à? Vâng. Em có cô lấy chồng bên đấy. Cô lấy chồng bên đấy. Cậu tặng y lúa. Cậu tặng y lúa. Cái này ngâm xuống nước nên là rất là trắng nhỉ em nhỉ? Vâng ạ. Nếu mà không ngâm xuống nước thì nó sẽ bị mốc rồi. Vâng. Bị hỏng. À, cái món này thì bây giờ sẽ phải sao qua lửa. Khó quá. Cho bì nó thơm ấy. Phải đốt. Xong rồi tí nữa sẽ mang đi rửa. Tại vì là cái lúc trước khi mà ướp mà treo ấy thì là rắc một rất là nhiều muối rồi. Vâng. Cái này xào với cải mèo ăn tốn cơm lắm. Thơm. Thơm. Ăn được rồi đấy, bây giờ thái ra ăn được rồi. nhà Quỳnh có ai lập gia đình chưa? Nhà em chưa ạ. Chị cũng chưa đâu đúng không? Vâng. Quỳnh làm 20 tuổi nhỉ? Vâng, em 20 tuổi. Quỳnh 20 tuổi. À, cho slide vào á? Vâng. Vâng, vậy em rửa như thế cho nó sạch. Sạch á? Vâng. Sạch mỡ à? À. Sạch đi, sạch mấy cái đen đen. Sạch mấy cái đen đen á. Còn anh... Tí rửa lại với nước sạch. Bọn anh toàn luộc qua một lần thôi. À. Rồi mới cạo. Thơm. Nhà cô trồng nhiều ngô không? Mấy túi?
mấy cân? Mười mấy túi thôi đấy. Không có ai trồng... Một túi là một cân thì mười mấy cân đây. Thế là phải nhiều lắm. Đừng phèn nhé. Em đang chờ ấy. Đang chờ lấy một cục ạ. Được cục ạ. Ngày xưa nhỏ nhỏ ấy có cái viên này để ăn là quý lắm rồi. Nó tượng trưng như một cái viên kẹo, kẹo ngọt. Được, ăn luôn được rồi đấy. Mỏng mỏng thôi, xào ăn mới ngon. Giờ sẽ cùng Quỳnh đi hái rau. Rau ở đây là cuối mùa rồi đúng không? Vâng ạ. Nở hoa gần hết rồi. Vâng, nhà em là còn chặt hết rồi đấy. Chuẩn bị vào vụ cấy mới rồi cho nên là vâng. Hoa màu sẽ chặt đi để trồng lúa. Trồng lúa. Ở khu này chắc là toàn bác của em thôi chứ đúng không? Vâng. Như là này là chú hay nhà bác? Đây là nhà bác. Nhà bác à? Vâng. À. Đây có một vườn bưởi. Vườn bưởi. Vườn mận này, à, đang có hoa mận rồi. Ở trên này thì vào mùa mận nó sẽ rơi vào khoảng tháng 5 đến tháng 6. Đây vườn bưởi của nhà bác. Còn bưởi thì phải vào trung thu nha. Em sắp đi vào lối nhà em rồi đấy. Em cứ quen đường. Em sắp đi thẳng xuống là vườn nhà em, nhưng mà vườn nhà em là hết rồi xong rồi. Nhà bên này trồng nhiều sa nhân chưa? Hết khu dưới này là sa nhân. Nhà cậu mợ em đấy. Cậu mợ em à? Vâng. Trên này à? Nhà trên này à? Ừ, không, nhà bên cạnh nhà em ấy. Yellow. Yellow ấy. Chào bác. Bây cây mày up với ta dâu cả. Cò. Hạt đỗ tương ấy. Đúng rồi. Trên này người ta sẽ hay trồng cái cây này để thu về xong phơi khô xong cái lúc mà không có thức ăn này thì sẽ mang ra để nghiền và làm thành đậu phụ và canh đậu. Anh làm cái nơ cho em nhá. Anh cũng biết làm không ấy? Đây, như cái vòng tay này. Vâng. Mình đang đứng ở giữa rừng hoa đấy nhỉ? Một rừng hoa luôn đấy. Xung quanh toàn là hoa. Cái, con mấy ngọn mịn xà xà. Cái món thịt gác bếp ấy phải đi kèm với cả rau cải này thì mới ngon được. Cái này ong hay ra lấy mật nhỉ? Vâng ạ, đây này, nó vẫn đang bay nhiều lắm. Nó bị đốt rồi à? Không, anh trêu đấy. Ơi, giật cả mình. Anh trêu thôi. Em tưởng anh bị đốt. Cái lá nhỏ nhỏ này, cây gì nhỉ? Cái cây này em không biết hả? Vườn nhà em là nhà em trồng dài lắm, xong nó nở hoa hết đẹp. À. Vườn em trồng là chủ yếu để ăn thôi, có mang bán không? Không ạ, không. Nhà em trồng để ăn. Để ăn, à. Tự cung tự cấp hết thôi đúng không? Vâng ạ. Anh nghĩ là được rồi đấy. Vâng, em nhìn thấy mấy ngọt. Cái này vẫn non này, ăn vẫn ngon lắm. Thì nó lại bắn vào người. Ở trên này dùng nước không bao giờ mất tiền. Vâng ạ. Nước là chảy từ trên vách đá xuống. Nhưng mà thật nó tại sao nó ở trong núi đấy nó lại có nước nhỉ? Anh nghĩ là mưa về xong nó ngấm vào trong đá hả? Trong đá đất. Tích tụ rồi. Chị. À, hôm nay nhà anh trai của em lấy vợ ấy. Hôm nay đám cưới ấy. Hôm nay ăn hỏi. À, hôm nay ăn hỏi à? Ăn hỏi vừa bác em vừa gọi điện cho mẹ bảo tí sang kia ăn cơm xong rồi em cũng dụ mọi người sang kia ăn cơm đi cùng. À thế à? Vâng. Có cách đi xa không? Không, ở đằng sau cái cột ấy. Đằng cột sau điện. Quả nữa. Ở chỗ đấy là thuộc thôn gì em? Thôn La Mau Trại. La Mau Trại xã Phan Long. Vâng ạ. À. Đây thế, chỗ em cũng là thuộc La Mau Trại là chỗ thôn này, cả khu này ghép sang cái tên của thôn bên này không? À, Quỳnh là đang sống ở thôn La Mau Trại. Vâng, Mau Trại. Mau Trại, à. Vâng. Thế thì tí Hồ Anh cùng em đi được không? Vâng.
Thế là người Mông lấy người Mông à hay là như nào? Người Mông lấy người Mông ạ. Người Mông lấy người Mông à? Vâng. Rồi thế tí phiền Quỳnh dẫn toàn thể mọi người đi xem cái lễ ăn hỏi của người mình trên này như thế nào nhé. Vâng ạ. Rồi. À, khoai. 9 rồi đấy, 9 rồi đấy nhỉ? 9 rồi. À, 9 rồi à? Xin chào. À, vừa đi đón đón dâu à? Đến năm đấy. À, em gái của Quỳnh đúng không? Vâng ạ. Em gái sinh năm bao nhiêu? 2006 à? Nhưng mà... À, đây. Xin chào. Cái bộ váy này là của truyền thống người Mông đúng không? Vâng. Bộ truyền thống ấy nhỉ? Mẹ em may. Mẹ may à? Cô vâng. May cơ á? Vâng. Wow. Ồ, giỏi đấy nhỉ? Em tên gì? Em tên Thủy ạ. Thủy à? Thủy. Thế... Thế... Còn đi học không? Không đi rồi ạ. À. Thế đi đón cô dâu có nhiều Mông không ở bên đấy? Có. Có à? À. Cô dâu có khóc không? Nè. Thế là vâng. Kéo hay là vác hay là dắt tay nhau đi? Dắt tay nhau. Anh tưởng là kéo đi. Thế rượu chưa? Thế tí nữa đi đúng không? Tí có đi bên đấy không? Có. Có à? Thế tí cả nhà mình đi chung nhá. Vâng. Tí sẽ cùng cả nhà của bạn Quỳnh cùng đi chung. Ngày xưa em ở nhà, với mẹ là em suốt ngày sâu, bị sâu cái này. Sâu cái làm cái này á? Vâng. Ui cái này chi tiết nhỏ nhờ. Vâng. Cái này là cái này phải sâu từng sợi như này phải mất bao lâu? Cái một cái này này. Một dây quanh cái áo này là em làm mà mình thường em làm trong một ngày. À. Thế bộ này, cô ơi bộ này cô làm mất bao nhiêu thời gian đấy? Cái bộ quần áo này cô làm mất bao nhiêu thời gian? Một tuần là làm xong bộ này à? Như bộ này mà ở ngoài chợ thì nó phải có giá khoảng mấy triệu em? Cái áo riêng cái áo là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Váy là 500. Thế là 2 triệu. 300. Hơn 2 triệu. Còn cái mũ nữa nhờ? Vâng. Thế còn có cái mũ xong có cái vòng cổ nữa, cả cái đai. Thế tổng nữa. Là nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu. Vâng, 3 đến 4 triệu. Một bộ. Thế tí Quỳnh có diện bộ váy Mông đi không? Em thôi ạ, em diện đi, em ngại lắm. Diện em... đi sợ xinh hơn cả cô dâu đúng không? Tí có một mình em mặc bộ đấy thì lại nhầm lại, đấy. Lại nhầm nhầm tưởng là cô dâu đấy. Xong rồi. Nó nắng ra mua rồi. Rau này hấp dẫn ấy. Ăn nó ngọt. Nhiều mỡ nhỉ? Vâng ạ. Cái mỡ này phải chan với cả cơm. Lấy chết. Béo lắm. Là tăng thêm vài cân đấy. Quỳnh lấy đi chan cơm Quỳnh. Không, em béo lắm rồi. Cái món này bà con hay gói với cả cơm mang đi lên nương. Tại vì trên này người ta đi nương thì đa số là ăn cơm ở trên nương. Nhiều lúc là đi về đi lại nó mất thời gian đấy nhỉ. Em thích đi lên nương để ăn cơm đấy. Đúng rồi, ăn cơm lại rất ngon nhá. Ăn cơm kiểu thế lại rất ngon. Ở trên đấy chỉ cần chan nước lọc cũng ngon. Đúng rồi, lúc đấy là làm mệt rồi thì ăn được nhiều cơm lắm. Như chị làm gì làm buổi kia có mình lấy mà. Ừ. Cái này. Ừ. Wow, em là em thích món này lúc nguội nhất rồi. Nghiện. Nghiện. Đang nóng này khó ăn. Vâng ạ. Lúc mà nó nguội thì ngon. Lấy trí cho tủ đá. Mẹ em lại đi đâu ấy? Mẹ em chắc đi có việc tí xong mẹ em quay lại. Hôm nay mời mọi người ăn cơm nhưng mà nhà không có món gì. Ủa, đây toàn món là đặc trưng ở trên này luôn đấy chứ. Này bánh khoải của người đồng bào trên mình này. Còn là đây là cái thịt treo cũng là ở trên này đặc trưng luôn. Thế là năm nay anh được ăn 2 lần thịt lợn này rồi đấy. Lần
trước là một lần Tết đúng rồi. Anh ăn cơm hay là thôi, anh ăn cái món đặc biệt này thôi. Cô ơi, ngồi đi cô. Dạ. Cái này nếu mà lúc mùa đông lạnh ăn cái bát này ngon lắm nhỉ. Vâng ạ. Sao còn nếu mà để gừng nữa cơ. Vâng. Có gừng nó ấm ấm người lắm. Ơ còn em gái của em đâu rồi? Ngại rồi à? Vâng, hay ngại hơn rồi. Em trai? Nó nghịch cái gì ngoài kia ấy. Nó cứ để nó nghịch. Bác sợ ơi, cho tao lớn lại. Dạ. Dạ vâng, cháu mời cô nhá. Hôm nay lại phiền không, gia đình nhà cô rồi. Không làm cái gì, ăn bánh khỏe đi. Đây, đống đồ đây, toàn đồ đặc trưng, đặc sản đây. Cháu mời cô nhá. Mời Quỳnh nhá. Mời quý khán giả cùng dùng bữa tại gia đình của nhà Quỳnh. Ở trên xã Phan Long này. Hôm nay là toàn món ăn đặc trưng ở đây luôn đấy. Cháu mời cô nhá. Ăn đi. Thử một miếng. Này hay cả người ta nói cả hay thích cái chay. Ngon đấy. Mẹ bạn làm thịt nó hơi mặn. Không mặn đâu mà. Không mặn đúng không cô? Mới nhiều quá à, cái thịt cho này. Mới nhiều nó biết không biết hỏng. Xào với cả ngọng này nó hơi đắng đắng một tí, ngon lắm. Không mặn đâu. Thế nhà cô cấy lúa không cô? Có. Có à? Có được nhiều bao không? Chưa. Chẳng ta có 60 đến 70 bao. 60 đến 70 bao hả? Một năm đúng không? Vâng ạ. À, rất nhiều đấy. Ruộng nhà em to lắm. Một thửa mà nó rộng dài. Sắp cấy chưa? Sắp rồi anh ạ. Nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị ra mạ. À. Chờ mạ lớn xong rồi mới cấy. Thế thì phải nhiều người cấy lắm mới xong nhanh chứ đúng không? Vâng ạ. Nên phải gọi cả họ luôn à? Vâng. Ngon đấy. Đi Trung kiểu... Quốc đúng không? Xe tàu đúng không? Hay xe Việt đấy? Con này đi là chắc là chạy nhị giống, hình như là chạy giống kiểu xe. À, xe này là xe Honda của Nhật. Nhưng mà là lấy biển số gì? À, có biển số đâu? Xe Trung Quốc. Xe Trung Quốc. Xe bên Trung Quốc nhưng mà là Honda. Vâng đấy. Honda. Thôi tí nữa mình ngồi con này đi nhá. Ok, con này... anh không biết lái để em. Em ngồi chỗ này. Anh ngồi chỗ này. Ngày xưa là bọn em nhà em là đi một lấy một con xe Wing á. Xe Wing Việt Nam ấy, xong là nhà đông con không đủ chỗ ngồi là ngày xưa nhỏ là em nhớ lại ngồi đây suốt. Ngồi trên bình xăng này. Vâng. Đây nhá, em ngồi đây này. Chị ngồi đây. Vâng. Em gái ngồi, bố ngồi đây. Bố lái xong mẹ với mấy đứa em lại đằng sau. Có mấy người? 7 người, 8 người? Đợt đấy là 5-6 người. 5-6 người, à 5-6 người ngồi trên một xe. Vâng, xe Win. Đợt đấy là chưa có hai thằng em trai. Bây giờ thì Huy và anh Tuấn sẽ cùng với cả gia đình của bạn Quỳnh đi tham dự một cái lễ ăn hỏi. Vâng. Anh trai, à anh nhà ông bác. Vâng. Đi. Để ăn hỏi người Mông. Để ăn hỏi người Mông. Ăn to không? Hôm nay là chỉ là đi kiểu hai bên gia đình là chính thức gọi là qua lại. Vâng. Là gọi thông gia với nhau. Vâng ạ. Gọi thành thông gia. Vâng. Thế nếu thì mà sẽ... to thì phải là đám cưới. Ở trên này đám cưới mới to anh ạ. Như đám cưới thì phải 100 mâm nha. Vâng ạ. Đây đúng không? Vâng ạ. À nhà to nhất đây à? Nhà bình thường thôi mà anh. Đây bên này cũng có nhà đẹp mà. Ui, đây có cái nhà đẹp. Nhà đấy như kiểu là ba nhà hay sao, hay một nhà thôi? Một nhà nhưng mà ba cửa. Một nhà ba cửa, hay chắc là ba anh em à? Vâng, ba anh em. À, ba anh em mỗi người một cửa. Hôm nay sẽ Quỳnh sẽ đưa toàn thể mọi người đi ăn đám hỏi trên này. Dạ. Và là hôm nay thế Quỳnh có uống rượu không? Em không biết uống rượu. Không biết uống chỉ rượu. Uống rất nhiều thôi. À uống ít. Uống ít thì không được mà uống nhiều thì lại thích đúng không? Hôm nay em chưa phải uống mấy, mấy nữa đám cưới chắc là phải uống đấy. Đúng rồi, phải đám cưới, đợi đám cưới mới uống. Nhà này làm theo kiểu như nhà vườn đấy nhỉ? Mái Thái, lá biệt thự ấy.
vừa rộng vừa to. Cô đi trước. Muốn đây này. Muốn đây. Ờ, người đâu, ở dưới à? Vâng, ở dưới. À. Sợ chó cắn lắm, đi sau cô thôi. Có chó đấy. Ơ, người đâu hết rồi? Nó ăn cơm nè. Ngồi ăn cơm rồi á? Đang ăn cơm rồi á? Ừ. Wow, nhà này to. Và đây bác đúng không? À, cháu chào bác ạ. Vâng, hôm nay cho cháu ra đây quay video ăn hỏi một tí nhé. Cháu có một tí quà. Chúc hạnh phúc của anh chị nhé. Dạ vâng. Dạ không gì. Cháu chào bác ạ. Dạ. Cháu là bạn của Quỳnh ạ. Dạ vâng, cháu chào bác ạ. Dạ vâng. Dạ bác. Vâng, cháu chào bác. Dạ vâng, cháu chào cả nhà. Dạ vâng, bác. Mọi người để ý là có hai cửa thì tức là nhà có hai anh em, thì mỗi người sẽ ở một bên đấy. Đây như đối diện bên này này, mọi người xem này, ba anh em thì mỗi người một nhà nhưng mà gộp chung vào một, đúng không? Vâng ạ. Như là sau này lấy vợ là có nhà sẵn rồi. Có nhà sẵn rồi. Mỗi người một căn. Hay nhỉ. Hay. Em hỏi là tức là có gia đình nhà trai nhà gái thôi. Thế cả một ít họ hàng nữa. Xong là chọn đang để bàn bạc về cái sinh lễ với cả chọn ngày cưới nữa. Xong rồi. Anh hỏi là xong rồi. Đang bàn bạc. Cô dâu của ngày hôm nay. Cô dâu. Thế bên nào? Sắp được mặc váy cưới rồi đấy. Biết ngày cưới chưa em? Chưa biết à? À. Dạ. Dạ, dạ vâng. Mời thắp bên nào. Thắp bên nào một lùa. Nào tiếp. Vừa ăn xong rồi lại phải ăn à. Mà quán cháu con bằng cháu con tính tỏ tỏ mấy. Đi dép vào luôn à. Đi dép vào đây. Dạ vâng. À. Ngồi đi anh ngồi đi. Chú, cháu chào chú ạ. Dạ vâng chú. Hôm nay phải say đấy chú nhỉ. Dạ vâng. Dạ. Mời người ăn cơm. Nằm ăn. Cháu mời bác ăn cơm nhá. Mời ăn cơm nhá. Cháu mời các chú các bác ăn cơm nhá. Say rượu rồi, không nghe tên. Cháu mời. Ở trên này cưới sinh lễ có nhiều không? Không nhiều đâu anh. À. Mấy cân tiền đấy triệu. À, với tiền mặt thôi đúng không? À. Có phải vàng với bạc không? Không cần đâu đúng không? Thế bố là ai nhỉ? Bố ngồi ngoài nè. Thế thì xin phép đi mời các bác các chú đó nhé. Bố hết bác kìa anh ạ. Bác ơi, bác, chú, cho cháu xin phép cháu mời bác với chú nhé. Hôm nay thì cháu lên nhà chúc mừng trai của bác nhé. Cháu là bạn của Quỳnh ạ. Dạ vâng. Dạ, cháu sửa bác nhé. Dạ vâng. Em phải bảo bạn có khóa. Dạ. Uống 100% luôn. 100% à? Thế 100% à? Và uống là phải uống 100% đúng không? 100% luôn.
100 luôn nhá. Đây, cháu hết rồi. Rồi, cháu chúc mừng hạnh phúc nhá, của con của bác nhá. Dạ vâng. Rồi, cháu khỏe bác. Đừng chỉ nằm à. Dạ vâng, cháu khỏe chú nhá. Dạ vâng, cháu xin phép nhá. Dạ vâng, vâng. Hết rồi. Cháu uống rượu em ngon rồi. Rượu này, rượu này nó không nặng đâu. Rượu này uống được đấy. Rượu gạo hay rượu ngô ở đây không ạ? Rượu gạo thôi. Rượu ngô ở trong kia, rượu tốt rượu ngô ở đây. Đó là chén bể đâu? Đó là chén bể đó. Chén bể sư. Mà rượu này uống êm. Nhưng rót rượu ngô rồi à? Vì mình uống cả cảm ơn uống để chúc mừng lo chú rể nhá. Rồi chúc mừng nhá. Chúc trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Chào đón chị Hồ Lô, chào. Chị ta phải quên này. Chị ngon mà. Cạnh nha. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ anh vẫn đi đâu nữa? Anh đang tính là đi về dưới Mường Khương để gặp em với cả bạn trăm năm hạnh phúc. Còn hôm cưới thì Quỳnh nhá. Ok, ok. Không là cưới thì hôm đấy cô thằng có trả đâu, mình bảo chúng tôi kia thì cô dùng cha ít xong tết rồi nhá. Tết là một tết một tháng này. Cháu cho cháu xin phép cháu phải đi về đấy ạ. Dạ vâng, cháu xin phép nhá. Dạ vâng, rồi cháu xin phép nhá. Cảm ơn bữa cơm gia đình nhá. Chú ơi cho cháu xin phép nhá. Dạ vâng. Đây, chú rể nhá. Anh đang có việc thì anh cứ đi qua YouTube các thứ. Rồi chúc mừng hạnh phúc trước nhá. Mấy nữa đám cưới là cháu lên cùng Quỳnh đấy. Dạ vâng. Bác nhá. Trên này anh phải gọi là Hoàng. Hoàng à. Chỉ biết Hoàng thôi, không biết Quỳnh đâu. Hoàng không biết Quỳnh đâu đúng không? Ê, cháu về đây ạ. Dạ vâng. Cháu về đây bác. Tôi mù hao rồi. Dạ vâng. Cháu tìm muốn lúc đi địa chỉ để xử tế đi. Nên Quỳnh đi cùng bọn anh về thôi. Vâng. Thế bạn này có về cùng không? Có à? Khi tao xem các món ăn dữ. Ê. Trên này người đồng bào người ta chăm chỉ làm ăn. Ít thằng may mắn đủ nữa. Ở khu vực này thì buôn trâu này, buôn trâu, buôn ngựa. Và một số khu vực là bán vải, bán váy bông ấy. Rất là nổi tiếng. Khi mà mọi người nhắc tới người đồng bào Mông thì có bộ váy mông ấy, thì là chủ yếu vải là sẽ nhập ở trên khu vực trên này. Cảm ơn Quỳnh hôm nay đưa bọn anh đi khám phá một cái cháu về đây ạ. Dạ vâng, mù chết đấy ạ. Có hẹn với cả gia đình nhà bác lắm. Rồi thì khi nào con trai cưới thì sẽ lại lên để tham gia cái đám cưới ở trên này. Vâng. Nhưng mà cuối năm cơ. Vâng, cuối năm. Cuối năm. Cuối năm hôm đấy em về chắc là em cũng xác định trước rồi đấy. Xác định trước là hôm đấy phải say rồi đúng không? Vâng. Tại vì anh trai con nhà anh bác trai, mà đúng không? Vâng. Cảm ơn Quỳnh hôm nay đã đưa bọn anh đi mà làm một bữa cho bọn anh ăn này. Xong rồi cho bọn anh đi khám phá một cái bản. Rồi, chúc em. Này, bọn anh có một tí món quà nhỏ, mong em nhận cho. Thôi. Không, em nhận cho bọn anh vui đi. Không, anh làm như thế. Không, đây là chương trình của anh. Anh làm như thế. Không, em cầm cho bọn anh vui nhá. Nhưng mà anh làm như thế em ngại lắm. Không, đây là bọn anh đi làm chương trình mà, tại vì là lì xì cho em. Chúc em là sức khỏe, công việc thành công. Vâng. Còn bây giờ thì cảm ơn quý khán giả đã cùng đồng hành với cả Nùng Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye bye.